Ayo, và là mình Mr. V đẹp trai đấy các bạn ơi. Và ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời của mình luôn. Bởi vì các bạn biết sao không, mình đã có bài kiểm tra được điểm thi cao gấp đôi so với bình thường. Mình đã chia sẻ cái điều hạnh phúc này của mình với Sido Official tại quán cà rán trong làng Hero Team. Và Sido cũng đã bật mí cho mình một cái bí mật cực kỳ kinh khủng khiếp. Ngay bên dưới nhà của Sido thôi, có một cái căn hầm siêu to, khổng lồ, nó sâu ơi là sâu luôn á. Và đây chính là phòng thí nghiệm đặc biệt của Sido, nơi chứa tất cả những bộ giáp về các siêu anh hùng. Và mình cực kỳ tò mò về một sản phẩm nào đó đã được giấu kín trong chiếc hộp bí mật màu đen kia. Mình đã cố gắng thử tất cả những bộ giáp, từ bộ giáp của Thor hay bộ giáp của Flash hay thậm chí là bộ giáp của Iron Man. Mình đã sử dụng nó để phá tan nhà Sido đấy, các bạn có tin được không? Nhưng nhà bác học đại tài Sido thì vẫn cùng kiên trì với mình tìm xem bộ giáp nào sẽ là bộ giáp phù hợp nhất để biến mình thành siêu nhân. Và cuối cùng bộ giáp đó gì, các bạn hãy nhớ xem hết video này nha. Và đừng quên, video chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý cho bất cứ hành vi nào đi ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam đâu nha. Cái cảm giác sung sướng nhất của một ngày tuyệt vời đấy là cảm giác sau khi mà mình đã hoàn thành xong buổi học ở trường và mình được tan học về rồi. Có bạn nào cảm thấy yêu thích cái tiếng trống trường khi mà chúng ta tầm khoảng lúc 4:30 5 giờ chiều nhá, chúng mình đang ngồi học nghe thấy tiếng trung 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 đó, thế là chúng ta được đi về luôn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, học hành mệt mỏi các thứ, thì thực sự là cái giây phút mà chúng ta được trở lại ngôi nhà thân thương nó luôn luôn tuyệt vời, đúng không bạn? Bạn nào đồng ý với mình thì nhớ comment dưới cho mình biết nha. Nhưng mà bây giờ mình lại cảm thấy đói bụng quá. Trời ơi, đói ơi là đói luôn á. Bây giờ mình sẽ phải vào tiệm gà rán gần trường học để làm ngay một miếng KFC thật là ngon lành mới được. Trời ơi, đi ăn gà rán KFC là một cái gì đấy mà giống như kiểu là mình thành một thói quen á. Bạn nào mà sáng nào đi học này hay chiều đi học về này cũng phải chạy vào tiệm gà rán để ăn một miếng thì comment xuống nha. Có thể bạn với cả mình là hai người cùng chung chí hướng đó. Trời đất ơi. Anh bán gà rán ơi, cho tôi xin một miếng gà rán đi. Dạ, quán cà rán KFC của làng Hero Team xin chào quý khách. Quý khách muốn ăn gì ạ? Trời ơi, anh ơi, cho em xin một suất gà KFC. Em nói cho anh biết là hôm nay nha, em đi học là em được điểm cao hơn mọi hôm luôn. Hôm nay em học cực kỳ pro VIP luôn. Thế là em phải quyết định là ăn 10 suất gà rán luôn. Anh mừng, anh cho em ăn 10 suất luôn đi. Trời, một người bình thường mà ăn mới 10 suất luôn là ghê dữ vậy. Ủa, mà sao cậu ăn khỏe dữ vậy? Thôi, ăn uống là chuyện bình thường, người ta từng nói rồi. Sống trên đời á là mình phải biết hưởng thụ, anh hiểu không? Mình muốn ăn bất cứ một cái gì là mình phải thử ngay, không chậm trễ, không chần chừ, biết đâu một mai chúng ta già đi, yếu đi, không được thưởng thức những món ngon trên cuộc đời này nữa. Nên quyết định hôm nay cho em 10 suất gà rán luôn. Trời ơi, 10 suất gà rán luôn, ghê dữ vậy luôn. Ủa, mà tôi nghe cậu nói là hình như hôm nay cậu được cái gì mà đẳng cấp siêu VIP Pro ở trong trường á, là cái gì mà sao cậu ăn mừng ghê dữ vậy? Trời ơi, thế anh lại không biết, anh đang đứng trước mặt ai, anh có biết em là ai không? Em xin thử giới thiệu với anh là em là Mr. Nhật nè, đẹp trai nhất trong làng Hero Team, là em mà đẹp trai thứ hai thì không ai làm chủ nhật luôn, anh thấy ghê không? Hôm nay nhá, em đi học em cực kỳ Pro VIP luôn. Điểm em hôm nay nhá, cao nhất lớp, cao hơn mọi hôm luôn, anh thấy ghê chưa? Trời ơi, học sinh đi học á mà chịu khó chăm học như cậu á là hiếm lắm. Được điểm cao như vậy thì ăn mừng là đúng rồi. Trời ơi, chắc là tôi phải khuyến mại cho cậu thêm 2 bịch khoai tây chiên luôn. Trời ơi, anh phải khuyến mại cho em 2 bịch khoai tây chiên là đúng rồi. Anh phải khuyến mại cho em 10 bịch luôn. Hôm nay điểm của em cao hơn mọi hôm. Mọi hôm em đi học á là em toàn bị 0 với cả 1 điểm à. Hôm nay điểm em cao lắm luôn. Hôm nay em được 2 điểm. Cạnh 2 điểm. Cửa hàng chúng tôi hôm nay không khuyến mại khoai tây và tăng giá 50% cho mọi hôm nha. Ủa cái gì vậy? Sao lại tăng giá một cái đột biến? Các bạn ơi, cái cửa hàng này hai dụ ghê ha. Hôm nay mình đi học mình được 2 điểm, nhiều hơn mọi hôm mình được có 1 điểm hơn, nhiều gấp đôi lận. Mà hôm nay họ lại không giảm giá cho mình cái cửa hàng này. Lần sau đếch đi ăn nữa. Thôi rồi, hôm nay đang đói nể lắm mới ăn á. Thôi rồi, cho em xuất gà rán ăn chơi coi. Hay, kiếm cái bàn để ngồi đã. Mà tính ra hôm nay cũng buồn ghê ta. Hôm nay mình không có ai để ăn cùng, bạn bè mình hôm nay đi cắm trại đi hết trơn rồi. Ủa kìa, What the hell? Ủa, ơ cái thằng nào chạy vừa, nó vừa chạy qua mặt mình các bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Ủa, ai đây? Ủa Rodeo vậy không? Dạ, ở gì dạ? Rodeo mà chạy vòng quanh quán nhà người ta vậy? Trời ơi, người ta đi học giờ từ đời nào ông ngủ quên trong lớp là gì mà giờ này không có về ông nội còn mặc áo xinh luôn trời. Trời ơi, thì bây giờ người ta nói rồi, bây giờ hôm nay nha, mọi hôm là anh hay ngủ gật trong lớp lắm. Hôm nay anh học đầy đủ 5 tiết học, thế là mà lúc mà mọi người về thì anh ngủ bù. Hợp lý thế làm gì nữa? Hợp lý chỗ nào, ông nội tính ra là người ta đi về từ 11 giờ rưỡi mà tới 5 giờ chiều ông mới đi ra đây là ông hợp lý chỗ nào? Trời ơi, thì bây giờ mình ngủ một phát đến 5 giờ chiều thì thấy trên mạng người ta hay nói là ở một ngày thì phải cố gắng là ngủ đủ giấc để giữ gìn sức khỏe. Bây giờ mình học từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa rồi mình ngủ lại trường từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều về, hợp lý luôn. Mà tối ông làm gì?
Ờ tối à, tối ngồi chơi game. Ôi trời ơi. Rồi xong luôn đó vậy mà kêu. Ok. Ủa mà đang làm gì vậy? Ủa làm gì vô cho mày vậy? Ôi hôm nay đang anh đi ăn gà rán ăn mừng nè. Trời ơi đi ăn gà rán ăn mừng. Hôm nay là ăn mừng bởi vì được điểm cao gấp đôi mọi hôm luôn rồi. Hôm được có 1 điểm, hôm nay được 2 điểm. Ôi ghê vậy, hôm nay em được có 1.5 mà anh được 2 điểm luôn thì phải ăn mừng rồi. Anh gà ghét ơi, cho em một suất gà tiền cho anh nha. Để anh gọi là ăn rồi chứ còn cái quán gà rán này nó kỳ thị mấy cái người học kém lắm. Nãy anh giờ anh kêu là anh được điểm cao nên nó kêu là nó tặng anh thêm 2 bịch khoai tây chiên mà giờ anh nói anh được 2 điểm nên nó tăng 50% giá luôn rồi. Nó tăng 50% giá. Ôi anh gà ơi, em không ăn gà ghét đâu, nhưng mà cho em một suất free tính tiền ông này anh ăn. Tào lao dạ. tính tiền phi. Thôi mà anh nói em nghe là cái quán gà rán này nghe hơi ngon nữa quán thủ của anh á. Hôm nay là ngày vui nên là mình mới đến đây ăn thôi. Ôi. Ủa? Hả? Ủa cái gì vậy? Trời ơi, cái bách mà không biết bản cập nhật mới chuẩn bị có thứ gì thì đúng là gà luôn anh em ơi. Xin giới thiệu các bạn một nhân vật hoàn toàn mới, nhân vật có hai nhân cách ánh sáng và nhân cách bóng đêm, đó chính là Seo. Đặc biệt nhất là Seo bóng đêm có quyền điều khiển cơ thể của mình bởi vì trong câu chuyện cô ấy đã đánh bại một đối thủ vô cùng mạnh và đưa quyền điều khiển cơ thể của mình cho Seo bóng đêm. Trong khi đó, Seo ánh sáng lại chưa hoàn toàn điều khiển được sức mạnh của mình. Sức mạnh của bóng tối với sự hủy diệt không chỉ tiêu diệt kẻ thù mà còn khiến cho Seo trở nên độc ác và tàn bạo hơn. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn luôn giữ lời hứa của mình hết sức có thể để hồi đáp lại sự tốt bụng và dịu dàng của một nửa kia ở bên trong cơ thể. Và đặc biệt là nếu các bạn tham gia game ngay bây giờ thì các bạn có thể có được nhiều hoạt động khác nhau và nhận được nhiều vật phẩm và những phần quà hấp dẫn hơn từ nhà phát hành. Đối với những người mới đăng nhập lần đầu tiên, hãy hoàn thành nhiệm vụ mới để có thể nhận được một trong những nhân vật mạnh nhất trong game. Còn chần chừ gì nữa mà không tải thử game và chơi giống Việt đi xem nào. Hey cheer up the boy. Ôi, Honka Impact sắp ra nhân vật mới kìa rồi. Trời ơi, tính ra cái game này hay lắm luôn á. Mà anh thấy hình như team mình Simi cũng chơi hay sao? Anh đang định thử chơi nè. Anh đù. Ôi, em cũng có chơi nè anh. Ui, dịch tới cổ rồi. Mình bị lạc hậu rồi, mình chưa biết là Honka Impact ra nhân vật mới là mình không chơi đâu anh em ơi. Hay, thôi, quay trở lại vấn đề chính đi. Ủa, hôm nay em mặc cái gì trong kỳ ấy? Em chuẩn bị đi team Việt Nam Idol hay Fashionista ta gì ấy? Cái bộ này hả? Ôi trời, chết cha qua luôn á. Ôi em quên luôn á anh, trời em đang nghiên cứu. Cái nghiên cứu quan trọng đi anh, kéo ra gà gác mà. À, nghiên cứu quan trọng à? Ủa, nghiên cứu gì vậy? Em đang nghiên cứu những bộ giáp siêu anh hùng. Go, biết chế tạo giáp siêu anh hùng luôn các bạn ơi. Ôi từ 7 giờ mình chỉ tưởng Siro chỉ biết phá làng phá xóm mà hôm nay biết chế tạo giáp luôn. Nào nào, tôi phá làng phá xóm hồi nào, phá làng phá xóm không nội? Trời ơi, thì anh phá làng phá xóm đâu, anh có gì đâu mà phá. Ôi, rồi anh nói nghe là em đã có ai để thử nghiệm mấy cái bộ giáp siêu anh hùng chưa? Anh nói là ngày xưa anh đi anh cũng gọi là đam mê siêu anh hùng lắm á. Mà em biết không, ước mơ từ nhỏ của anh là được làm siêu nhân luôn á. Ôi vậy tôi em nói anh nghe nè, tính ra là em hồi ra là ước mơ của anh phải làm siêu nhân đâu anh. Ủa ước mơ của anh không làm siêu nhân thì ước mơ của anh làm chi? Ước mơ anh làm chuột bạch á. Đầu tư có ai hỏi tôi đây thì làm chuột bạch không? Trời ơi, đây không phải là chuột bạch, đây gọi là sự cống hiến hy sinh vì nghệ thuật, em hiểu không? Đấy là nói theo kiểu gọi là đẹp đẽ thì nó như thế. Còn nếu nó trắng là không có tiền mua mấy cái bộ đồ xịn mặc thì tôi dùng tạm đồ của Siro handmade vậy. Là anh bên cùng có lợi không? Rồi em cũng đang hiếu người hướng nghiệm mà anh đi qua nhà em sẽ cho anh thử tất cả bộ giáp siêu nhân em tới giờ luôn. Ôi các bạn ơi, hôm nay nha, trời hôm nay là ngày may mắn của mình luôn á. Hôm nay mình điểm cao gấp đôi mà hôm là sao mình được Siro rủ đi để thử nghiệm bộ giáp siêu anh hùng. Có bạn nào không có ước mơ được trở thành siêu nhân giống như mình không? Nhớ comment xuống dưới cho mình cảm thấy để mình cảm thấy không cô đơn anh em, mình rất muốn được làm siêu nhân luôn á. Rồi rồi đi ơi. Em ước mơ được làm siêu nhân, mặc siêu nhân, làm siêu nhân. Em ước mơ được làm siêu nhân, mặc quần chip ngoài quần dài. Ok anh Nhật, bây giờ anh đi vô, anh lựa chọn ở một trong hai phòng này, anh coi phòng nào là phòng đúng. À, ê, tính ra là em rủ anh đi làm thí nghiệm cùng em mà sao em đẩy anh vào trò chơi quay số may mắn dữ rồi. Thì bây giờ mình chơi trò đố vui thôi, một trong hai phòng này là một phòng mình sẽ đi xuống tầng thí nghiệm, anh chọn đi, anh chọn phòng nào? Chọn một trong hai phòng đúng không? Ủa? Đúng rồi. Ở từ, ở trong này có gì đâu rồi. Chào anh. Đây, em mở từ phòng ấy ra. Rồi đó, trong phòng này không có gì luôn, trong phòng này ai giật giữa em trời ơi. Đó coi đâu mà thấy mình chưa mình lừa con luôn đó, chọn được phòng này đó, phòng này nó không ai giờ xuống tầng 2 à. Trời ơi, trời ơi, quá nhìn mặt thế mà bị lừa, trời ơi anh đó, đây là thí nghiệm của em, phòng thí nghiệm của Siro đây mọi người ơi. Trời ơi, đây đúng là một cái thang máy, trời mình cứ tưởng là cái phòng gì mà có cái cửa mật mã cơ, ai dè nó thành cái thang máy luôn. Anh đù. Wow. Mà trong này trông là giống y hệt cái toilet nhà mình luôn. Ôi trời ơi. Cái toilet nhà ông to quá ha. Trời ơi, toilet nhà anh to lắm rồi, toilet nhà anh bây giờ tắm cho voi với cả cho khỉ đột không à. Rồi
Rồi xong luôn, dịch mở nguyên cái sở thú ở nhà mình luôn. Giờ có tiếp giáo không? Anh chỉ muốn gọi là mô tả để em biết được cái toilet của anh nó to là hồi. Mà thôi, tóm lại là đây là cái phòng thí nghiệm của em đúng không? Ôi ôi, phòng thí nghiệm đẹp vãi chúi luôn anh em ơi. Ở đây là còn có bộ giáp này rồi, xong mình đi kiện Siro luôn. Mình đi kiện Siro lên Sở Cẩm luôn. Bởi vì là hôm nay mình phát hiện ra Siro đạo nhái người ta, đạo nhái Marvel để làm ra mấy cái bộ giáp này. Ông nhái gì ông nội, cái này người ta gọi là fan anh hiểu không? Người ta fan, người ta chế tạo lại bộ giáp giống thôi, cái chức năng giống thôi. Thế thì chứng tỏ mấy bộ giáp này của em chỉ mặc vào để cho đẹp thôi chứ không có năng lực gì thôi, đi về. Thôi có năng lực nha, có năng lực nha. Trời ơi, ông chưa test mà ông đã đi về rồi. Bây giờ mặc vô thử đi, ông sẽ biết năng lực của nó là gì. Wow, là Tony Stark biết nói tiếng Việt anh em ơi. Wow, hấp dẫn. Ok, rồi ủa mà mấy bộ này xài sao, đâu biết xài đâu. Bây giờ nhá, anh tháo cái bộ này xuống, anh mặc vô đi. Tony Stark trong phim là tự mặc, còn anh là anh phải mặc thủ công nha. À, tính ra là đồ Việt Nam làm chất lượng ghê ha. Đồ nước ngoài người ta ấn vô cái nút là tự mặc quanh người, đồ Việt Nam mình phải tự khoác từng cái vô. Trời ơi, chưa? Đúng rồi, anh phải khoác từng cái vô chứ, trời đời Việt Nam đồ hoang mắc mà ông nào. Kì đây, ủa mà sao anh thấy cái phòng này nó lạ ha? Nope. Ủa tự em để cục đen gì trong này á? Cục đen là bộ giáp đang thí nghiệm của em chưa hoàn thành. À thôi, mấy bộ giáp đang thí nghiệm thì không xài. Xài mấy bộ giáp thí nghiệm mới đi. Ở bên này chúng ta đang có gọi là một bộ giáp màu đỏ của Iron Man nè. Sau chúng ta có bộ giáp gì nữa đây? À, bộ giáp này của... à, biết rồi. Ông bộ giáp này là của gọi là ông Gao đỏ trong Xuyên Gao đúng không? Ai? Vậy đây. Hả? Này của Marvel, này của DC anh. Ờ ha, một cái của Marvel, một cái của DC. Ủa? Thế một cái của Marvel, một cái của tính ra là em fan, em làm fan cả hai cái luôn à. Ủa em phải hai cái mà siêu anh hùng em thích à? Thế thì chị ấy, ủa thế em có bộ giáp nào của Gao đỏ không? Anh thích làm siêu anh Gao. Anh đu Gao đỏ đâu cần bộ giáp, ông nọ ông mặc một cái bộ đồ đó bó màu đỏ là thành Gao đỏ rồi. Ờ ha, ôi lên chung rồi. Chỉ cho anh cách sử dụng mấy bộ này. Trời ơi bạn ơi, từ bé giờ luôn 26 cái nồi bánh chưng rồi mình mới được cầm vào bộ giáp của siêu anh hùng. Wow, hồi bé mình ước mơ được làm siêu nhân lắm luôn á. Mình toàn gọi là ngồi cưỡi bò với cưỡi heo trong nhà chứ mình đâu được bộ giáp siêu anh hùng đâu. Ngày xưa anh cứ mỗi lần mà anh xem siêu nhân Gao xong là anh ra chuồng heo anh cưỡi heo để anh tưởng tượng anh đang cưỡi siêu thú. Trời, dịch mê siêu nhân. Trời ơi, ông nội mê siêu nhân bị ảo tưởng. Đấy là ước mơ chân chính của những người mê siêu nhân. Bạn nào đồng ý với mình, comment xuống dưới là set hashtag siêu nhân để mình cảm thấy không cô đơn nha anh em. Rồi bây giờ nó tóm lại rồi, chỉ cho anh dùng mấy bộ này sao ấy. Nói chung á, làm mấy cái bộ này sức công phá của nó ghê lắm, nên là mình đừng có test ở giữa làng, bây giờ mình test bên nhà Kai Gon nè. Thôi nhưng mà test xong là em phải cho anh luôn để anh làm siêu nhân nha. Khôn thế quay mình đây. Nhưng mà để coi anh phù hợp với cái bộ giáp của đã lỡ anh test không phù hợp. Chắc chắn anh phù hợp, anh sinh ra nhìn mặt anh đã có yếu tố để làm siêu nhân rồi. Anh đu. Đâu anh cho em có cái mặt của anh coi. Trời ơi. Nhìn cái mặt. Anh là nhìn trông là có tướng làm siêu nhân lắm luôn á. Để anh làm cho em coi. Bây giờ mình mặc bộ này vô đúng không? Rồi bây giờ anh mặc bộ này vô nè. Ồ, bộ này là của Thor anh em ơi. Hấp dẫn vãi chuối luôn. Trời ơi, nhìn thấy anh không? Anh đẹp trai giống Thor rồi ơi. Thấy ghê chưa, Thor này là Thor 6 muối phách. Trời ơi, Thor 6 muối phách đâu mà trời. Đây là Thor thịt của ta. Ủa mà ấy mà Thor mà hình như là thiếu cái gì ta. Hả? Hình như anh nhớ Thor trong phim người ta có cái búa mà ta. Alo. Em quên anh ơi. Trời hồi sáng mấy cái búa đóng đinh em quên nè, cái búa anh nè. Tao lao mày lấy cái búa đóng đinh mày tin tảng cho tường cái là đồ bể luôn cái nhà mà mày cầm cái búa Thor đi đóng đinh vậy. Hả? Trời cái búa em nhân nhà hiệu mà. Tao lao không trời. Cái búa của Thor là chỉ có Thor cầm được thôi mà sao búa này ai cầm được hết vậy? Cái gì kỳ vậy? À, búa này búa hàng ghép 1133. À búa phất là luôn anh em. Ok anh em, mình là Thor phất nè anh em, nhưng mình đi trai người giống Thor. Ủa mà nhưng mà rốt cục là Thor này có tác dụng gì vậy? Bây giờ anh nhìn con sư tử kia à, nhìn sư tử kia kìa. À. Đó, bây giờ anh chọi cái búa vô mặt nó. Chọi đi. Ôi ngu gì chọi con sư tử nó dí anh sao? không dí, chọn cái chết sư tử luôn anh. Cái búa nó ghê lắm, chọi cái chết sư tử luôn. Đây để anh chọn là mình sẽ làm Thor nha anh em. Ok chúng ta chọn sư tử đấy nhá. Con sư tử này mày chết tao luôn à. Rồi thôi nhìn anh chỉ làm mẫu thôi nhá. 3 2 1. Ok. Hey. Ai không coi nè. Trời mà. Ơi. Né. Cái gì? Tôi kêu ông né đi mà không chịu hay chưa? Ủa sao cái cây búa mà mình ném đi mà nó lại phản chủ nó vào mặt mình đây? Cái cây búa này á mà anh ném mà không trúng mục tiêu á thì nó quay lại nó tán cái màu á. Trời ơi sao kỳ dữ vậy? Sao cái ủa? Ê, cái này hơi hại dụ nha bạn. Hả? Thò, nhưng mà nếu mà ném búa không trúng là búa tự quay lại đập vào mặt mình. Gì đây? Ai mà biết được. Đúng rồi, chứ còn gì nữa, hằng cái 1-1 vậy là tốt quá. Ê, nổi gì không trời? Tay thử lại lần nữa cho coi nè. Hey. Ôi, chúng rồi kìa ơi. Ôi, chúng rồi. Wow. Wow. Con sư tử nó có biến mất không? Đâu rồi? Ai sao nó vẫn còn vậy? What the hell? Sư tử nãy châu của anh bị búa thọ tái cho đầu còn sống kìa. Sư tử như kia ném, ôi ném hai lần nó mới chết rồi. Rồi. Xanh nó tung. Wow. Vậy là cái búa thọ này chúng ta sẽ ném một chuột ạ. Mày ủa anh. Ủa rồi chết rồi. Ông phá hoại vừa không trời? Cái gì vậy? Sao cái ném cái này vào người đâu đồng cái mà nó chết queo vậy?
Trời ơi, tôi là người thường, tôi có mặc giáp đâu, ông mặc giáp ông động ném tôi. Trời ơi, rồi anh cảm thấy là cái búa này nó kỳ sao á, kiểu là nó kiểu nó không hoàn toàn theo ý mình á, ném từ nãy giờ toàn bị ném vào mặt không à. Nope. À ơi, tại vì anh chưa làm chủ được sức mạnh thôi. Còn nếu anh không muốn ném búa hả, anh phóng điện đi anh. Phóng điện sao, phóng điện sao? Bây giờ anh chỉ cần cầm cái búa anh gồng lên, anh vô, anh hô cam ơi ha, là nó phóng điện à. Ok ok, bây giờ sẽ thử dùng để phóng điện cho anh em. Từ từ mình tìm mục tiêu. À, cái ốc sên này mày chết rồi tao. Cam ơi. Có gì không? Hả? Cam ơi ha, nó mới ra ba. Trời ơi, mày đọc chính tả nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi, cam ơi. Không. Wow, tôi chết quẹo luôn em ơi, anh đâu? Ghê dữ vậy. Ông hay lắm. Trời ơi, cây búa này mà có thể gọi là phóng điện luôn rồi. Trời ơi, cái này anh thấy thì về nhà anh gọi điện, anh bảo anh cắt điện luôn, anh khỏi cần dùng điện nữa. Mỗi lần anh muốn xài máy tính là anh cầm cây búa anh phóng điện cho máy tính. Anh phóng điện cho máy tính không trái máy ông luôn. Cái này là điện 1000V mà chứ đâu phải là điện xài đồ gia dụng rồi. Trời ơi, cây búa này mạnh vậy chú anh em ơi, các bạn nhìn nào, mình có thể phóng điện luôn này. Hụi, ghê chưa, nó phóng từ ngực mình ra là wow. Ủa, nhưng mà ngoài phóng điện ra với cả tự ném búa vào mặt mình thì còn tác dụng gì nữa không? Ơ, tác dụng rồi. Ôi ơi, chả vô là trời ơi, cái bộ rap thì thò này, cùi bắp xì đá quá thôi, chả đâu là bộ này mặc vô vừa ném vô mặt mình vừa đau ê ẩm hết cả mặt mày ra, lại còn chỉ biết phóng điện thôi. Anh muốn có một bộ giáp nào mà nó bùng nổ. Một bộ giáp thật bùng nổ hả? Thế anh thử mặc bộ đồ của Flash đi. Flash hả? À, đây anh mang theo này. Bộ đồ của Flash. Wow. Mình có một cái tia sét hiện lên trên mặt mình này anh em ơi. Wow, mình bịt mặt vào không ai nhận ra mình luôn thôi. Nhìn anh có nhận ra anh không? Trời ơi, em nhìn cái em nhận ra anh liền à. Tại vì cái mặt của anh hãy dụ lắm. Mà ơi, sao mặc bộ này vào thấy trời tối quá vậy? À, sao trời tối? Cái mắt anh ở bên dưới mà nó chèn qua cái mắt anh luôn rồi. Trời tối quá vậy? Sao nó để hai cái mắt ở trên trán mình vậy? What the hell? Đây, bây giờ em chỉ anh nè, em chỉ anh dùng nè. Anh thấy cái thanh năng lượng ở ngay bên phải không? Thấy. Anh cố gắng anh gồng làm sao mà cho thanh năng lượng nó lên hết nấc. Trời ơi, cái này phải gồng thế nào rồi, để anh gồng thế nào. Thấy rồi, như thế này gồng lên nha. Ông gồng ghê, ông nội. Gồng từ tốn thôi, đừng có gồng cái đít kích cơm ông thấy. Trời ơi, gồng còn này, anh gồng xíu ra quần luôn. Cái gồng từ từ thôi, trời ơi. Gồng từ từ thôi đúng không, mình sẽ gồng lại nghe. Đúng rồi, từ từ thôi. Bà cò ba, chảo ơi, chảo ơi, bây giờ chảo lên chảo ơi, được rồi, wow. Chảo thiệt chảo. Anh gồng mà ra điện rồi rồi. Wow. Anh chạy thử đi. Trời ơi, cái bộ này anh nghĩ là nó không phù hợp với anh đâu rồi. Bộ này anh nãy anh gắn vào mông tay mang chạy không đứng lại nổi luôn. Phù hợp mà, anh chạy nhanh thì chạy tới chiếc trừ quái vật chứ anh. Trời ơi, chạy như này thì mình còn không nhìn nổi quái vật để mà đánh nhau với nó luôn á, chứ nói gì chứ quái vật. Nope. Thôi, cái bộ này ủa còn tính năng gì hơn nữa không đây? Hả? Anh tính năng đi xuyên tường. Thôi, bộ này ơi, giảm năng lượng xuống, trời ơi. Mình phóng một hồi mà mình muốn chết luôn anh em. Ủa, bây giờ đi xuyên tường à? Thế mình lại phải gồng lên. Đi xuyên tường. Xuyên chào em. Phải gồng lên. Anh phải gồng lên làm sao cho cơ thể anh rung lên cơ. Gồng lên rung là anh đang đâm tà lao vào tường nè. Đau quá trời, hút đầu vô đau quá. Cứ lại từ. Bây giờ gồng lại nè, gồng cho cơ thể nó mình rung lên nè. Gồng lên, từ từ thôi. Rung lên nào. Đó, đúng rồi, đi xuyên tường. Ông thử đi ông nội, gồng hoài. Gồng hoài mệt quá. Gồng hoài mà trời ơi, người anh trong chuẩn bị động đất rồi là khoảng 10 độ đất te rồi. Hãy nhìn đây, sức mạnh của The Flash mới tới nhật. Wow rồi, anh đi vào lòng đất luôn rồi. Rồi, ai ở đâu anh? Anh đi vào lòng đất rồi. Đi lên tới anh ơi, trời em ơi. Trời ơi, rồi ông, một màu trắng xóa rồi đi vào lòng đất. Rồi, xuống địa ngục luôn đây. Cài ơi. Mình lao mình đi cái chức năng đi xuyên tường kiểu gì mà mình lao một hồi mình đi xuống dưới lòng đất luôn rồi thôi. Anh nghĩ là anh cũng không phù hợp với bộ này đâu, thôi bỏ đi thôi. Bỏ dẹp. Bây giờ em còn bộ nào muốn bùng nổ không? Bộ Iron Man này có tác dụng không đây? Có chứ anh mặc thử bộ đồ Iron Man vô đi. Đây mặc bộ đồ Iron Man luôn à. Wow, mình đã chui vào trong bộ giáp Iron Man luôn. Ủa mà rồi, cái bộ giáp Iron Man
giờ xài sao trời ơi, mấy cái bộ kia đơn giản cũng không biết xài được, bộ này trời ơi, nhiều nút ở trong người quá. Rồi, bộ này xài dễ lắm anh, bộ này công dụng của nó là tháo lắp ra. Trời ơi tháo, ôi gì tháo lắp ra, ủa mà ở trên chỗ trên trán anh nó có cái nút gì đâu rồi, ấn vào đâu ấy? Nope. À, anh cứ ấn tùm lum tùm la thì nó sẽ ra tùm lum vũ khí cho anh luôn. À ra tùm lum vũ khí luôn, trời ơi mình sẽ thử ấn đấy bạn, mình có một cái nút ở trên trán, mình là thử thò tay lên trán coi, ấn huy, ủa wow anh đù, wow trời ơi. Nó tự tháo giáp của anh ra luôn rồi, nó còn hiện cái huy hiệu trên ngực anh nè. Gây không, gây không? Gây đó là chức năng chính của bộ giáp này. Các bạn nhìn kỹ nào, nhìn nào. Wow, tự mặc trông như trong phim luôn. Wow, hôm giờ các chú anh em tháo ra tháo vô trên đầu của anh. Wow, mà ngoài tháo ra tháo vô thì còn có cắt tút gì nữa không vậy? Thế sao không còn tác dụng gì ông nội, bộ giáp Iron Man mà chỉ có tác dụng tháo ra tháo vô thì nó còn vũ khí nữa ba. Còn vũ khí à? Ồ, bây giờ mình sẽ có những vũ khí nha anh em ơi. Ồ, thì xem nào vũ khí. Ôi, ơi. Anh phát hiện ra có một cái nút ở nơi giữa rún anh nè. Giữ rún mà? Không anh, nút mà giữ rún nó thay đổi hình dạng thôi, còn cái nút thay đổi vũ khí là sao đứt anh nè? À, gì mà gì thay đổi vũ khí mà gắn vô đứt đây? Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi, vậy mới là siêu anh hùng anh. Tào lao quá trời ơi, bây giờ mình sẽ thử ấn cái nút ở giữa rún mình, tức là ấn vào. Ô, anh một cái nút rồi. Ô, một cái cho bay không được bao. Ấn lần nữa nè. Ui, thế rồi chân anh to bằng ca bui luôn rồi. Còn một cái nút sau mông trái với mông phải, ấn vào mông nào rồi? Đây để em bấm cho, để em bấm cho. Ở đây, ở đây, ấn thử coi. Rồi, ấn nè. Huy. Cái gì vậy? Wow. Cái gì vậy? Go. Trời ơi, robot đứt mình một cái hiện ra cái này luôn. Dịch bắn đi, dịch bắn hơi. Bắn thử à? À, ok rồi. Để mình thử xem cái súng này nó bắn nhau anh em. Wow, hấp dẫn nè. Ui, chào. Wow. Rồi chết vào luôn. Anh chết gà. Ông là chục bạch hay tôi là chục bạch mà nãy giờ ông giết tôi hoài anh. Trời ơi, từ nãy giờ đâu có ai để bắn đâu, lấy tạm rồi bắn à. Ui, cây súng của mình là hai tay luôn bạn ơi, đằng sau lưng này nó hiện ra y hệt trong phim mà lần trước mình coi luôn. Bạn nào đã coi Marvel mà Endgame rồi thì nhớ gọi là ta Adventure Endgame rồi các bạn, nếu có mình dùng cho mình biết xem các bạn biết cây súng này không nhỉ? Nope. Còn có hai cái gì trên vai nhô lên này thôi, cái gì á? Ai? Cái gì? Ủa? Ai này bơm rồi? Ủa cái gì? Ủa sao? Ủa cái này là bắn đạn nổ hả các bạn ơi? Wow, cái này là nó bắn đạn nổ như này nào, chúng ta chỉ cần ấn cái nút ở mông bên phải mình thôi, ấn kêu. Trời ơi, nhà của tôi. Trời ơi, nhà của tôi. Trời ơi. Rồi sao cái này mà anh bắn nó một cái mà nó nổ banh bách nhà luôn được hay chứ ấy. Giả đô này, mấy cái bộ này nói chung là siêu anh hùng mình cũng thích nhưng mà nó nguy hiểm quá thôi, không xài đâu. Em còn bộ nào nữa không? À xin mời anh, em nghĩ bộ giáp này rất hợp với anh, bởi vì wow, nó có màu vàng à. Bộ giáp màu vàng luôn, cái gì ghê dữ vậy? Rồi không? Đấy không? Bộ giáp này hiện tại là đây là một bộ giáp AI thông minh có khả năng học hỏi. Wow, bộ giáp có khả năng học hỏi. Ủa tức là nếu như mà nó học qua cái gì là nó biết xài luôn hả? Không phải là học qua cái gì, mà là ví dụ đi, trong cái quá trình mà anh mặc cái bộ giáp này á, anh nghĩ ra được một chiêu thức nào trong đầu đó, anh chỉ cần hình tượng nó trong đầu thôi, bộ giáp này nó sẽ lên chiêu thức và nó sẽ lập trình cho anh và anh sẽ có được cái chiêu thức đó ở trong bộ giáp. Wow, bộ giáp này VIP với chú anh em. Ok, mình sẽ thử mặc bộ giáp này nha. Ok anh em chờ mình tí nha, tôi thay đồ nha anh em. Hey. Wow anh em ơi, mình đã biến thành một siêu anh hùng rồi. Wow, bộ đồ này như kiểu sinh ra để dành cho mình các bạn. Nó có màu vàng, wow quá hợp với cả cái mũ thịt của anh luôn rồi. Trời ơi tuyệt vời quá rồi. Trời ơi đây à. Trời ơi, cái bộ này còn chưa hết. Cái bộ này nó còn phải đi đâu với cánh nữa. Wow, bộ này có cánh luôn. Đúng rồi, anh sẽ là siêu anh hùng đầu tiên trên thế giới có cánh luôn. Trời ơi, vậy là mình sẽ trở thành siêu anh hùng đầu tiên trên thế giới có cánh và mình cũng sẽ biết bay luôn anh em. Trời ơi, mình thích mấy bộ nào biết bay lắm anh em. Bay hử ơi, anh chỉ cần nhảy lên. Anh là fly là bay lên. Hey, fly! Wow! Anh em ơi, tôi được làm siêu nhân lực bán con đời, bà bảo ai tôi lên trời ơi, trời ơi, mình bay xuống nè. Wow! Rồi tới đến đây, bay chậm thôi. Rồi, bay qua đầu luôn ạ. Bay chậm thôi, bay em bây giờ. Wow, cái cánh này có thể giúp cho mình bay thoải mái tự do trong không trung luôn em ơi. Trời ơi, thế này thì mình có thể bay lượn thoải mái luôn rồi và mình có thể làm bất cứ gì, cứ thứ gì mình thích luôn. Ơi nhưng mà ngoài bay ra thì còn có tác dụng gì không? Hả? Từ chứ anh, trời cái bộ giáp này em nó là đang trong quá trình thử nghiệm, tức là nó chưa có bất kỳ cái skill nào hết. Anh
năng, phải tự sáng tạo sự kia và nghĩ trong đầu thì bộ giáp nó mới học hỏi được. Trời ơi, cái bộ giáp gì mà tốn IQ dữ vậy, bây giờ có mỗi biết bay các bạn ơi. Ok bạn ơi, vậy là bộ giáp của mình ngày hôm nay á là mình đã chọn được một bộ giáp ưng ý để biến thành siêu nhân rồi. Nhưng mà bộ giáp này á hiện tại nó chỉ biết bay thôi, nó chưa biết làm gì hết. Thì nếu như các bạn có ý tưởng gì hoặc các bạn muốn là mình sẽ thực hiện các chiêu thức nào thì nhớ comment xuống dưới để cho mình có thể có thêm ý tưởng. Mình sẽ nghĩ về chiêu thức đó và mình sẽ học để trở thành một siêu nhân vịt toàn năng nha anh em. Các bạn muốn siêu nhân vịt học thêm kỹ năng gì thì nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha. Và nếu các bạn muốn siêu nhân vịt thực hiện cho các bạn những điều ước mơ gì và cần đến siêu nhân giúp đỡ thì hãy cũng comment xuống dưới, mình sẽ làm video lại cho bạn coi nha. Còn bây giờ cảm ơn Đồ đã cho mình một bộ giáp rất là phù hợp với mình và mình sẽ tuyên bố lấy luôn bộ giáp này, không trả tiền đâu luôn. Yeah!